Ok, chào mọi người. Hôm nay lên tiếp một clip nha mọi người. Thì clip này đa phần sẽ là những cây cần carbon, cần câu ngâm. Đây, có cây này 2m4 3 đọt nè. 2m7 3 đọt. 1m8 3 đọt. Và những cây cần phen lá, cần đai hoa, cần cắm gốc. Rồi, để mình vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ clip sắp lên á thì đem gửi về sếp nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Người cây số 1 thì cây số 1 lên cho người là một cây cần của cần carbon, một cây cần của hãng Alpha Taco. Đó. Thì cây này dài 1m8 người, dài 1m8 hàng Alpha Taco. Đó. Phôi là phôi carbon. Phen của cần sẽ là phen Fuji, bát của cần sẽ là bát Fuji. Carbon sẵn nhé. Đọt là đọt tháp. Bát là bát Fuji tem vàng. Thì cây này họ để là cứng 100 đến 150 nữa mọi người. Đó. Cây này chuyên về cho anh em là con ngâm nhé, con ngâm với carbon sẵn. Ngon lành. Thì cây này nó nặng là 190 g, đọt 2 ly 2, dài 1m8, giá công khai cái số 1, giá là 500 mọi người, 500k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 mình bán thuộc dạng thanh lý. Thì cây số 2 vẫn là một cây cần carbon. Đây, cây cần carbon. Và cây này bát của nó sẽ là bát Fuji nhé. Bát Fuji. Phen là phen hãng. Đó, phen hãng lọ xít. Và cây này của Trung Quốc sản xuất mọi người, bên China. Và cây này được xuất cho thị trường Nhật, có tem đàng hoàng hết luôn. Đó. Thì cây này cứng 50, dài 2m7. Cần thì còn rất là mới nhé. Đây, bu của nó đây, bu hãng nha mọi người, lóng chống nổ. Đây, keo chỉ còn rất là mới luôn. Đó. Và cần này nó có một lỗi duy nhất là mình sẽ thanh lý cái này. Đây, keo chỉ rất là đẹp nhé. Cần này cần carbon nha mọi người. Đây, keo chỉ cái này rất là đẹp luôn. Đó. Ngoại hình rất là đẹp. Đây, cái này nó bị lỗi cái phen này. Đó. Thì anh em nào về thay phen thay sứ gì đó, đó cứ thay vào và cầu thôi. Đó. Nên cái này mình bán với giá thanh lý. Nói chung là cây này đẹp xuất sắc luôn. Đó. Nó không có vết xước gì nhiều hết, nó chỉ vận chuyển về nó bị lỗi cái phen đó thôi. Đó. Và cây này nó dài 2m7, nặng 325 g, đọt 2 ly 1. Rồi giá công khai cây số 2, giá là 5, giá là 300 người, 300k cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người vẫn một cây hàng cây cần mình lấy từ Nhật về. Một cây cần carbon. Và cây này độ mới của nó thì mình đảm bảo với mọi người nó rơi tầm khoảng 95% đó, cần rất là mới. Phôi carbon. Cây này một cây cần 3 khúc nhá, cần 3 khúc. Bát Fuji Japan. Đó, bát tờ cao nhá. Phen là phen Fuji loại xám. Đây, cần rất là đẹp. Mút nó còn rất là sáng luôn. Và cây này cứng 30, dài 3m cho mọi người. Cứng 30, dài 3m, 3 khúc foil carbon. Và cây này chuẩn về cho anh em nào câu lăng xê, câu ngâm, câu cá cha, cá chép. Đó. Trôi câu lăng xê thoải mái nha. Và cây này còn rất là đẹp luôn nè, mọi người thấy không? Đó, rất là đẹp, không có xê xát gì nhiều hết. Đó. Thì mình bán hàng mình sẽ quay chậm và kỹ cho mọi người xem. Đó. Và cái này nó nặng là 270 g, đọt 2 ly 2, dài 3m, phôi carbon, cứng 30, giá công khai cây số 3, giá là 750k nhé, 750k cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 gửi tiếp cho người một cây cần Hechi phôi carbon cán máy treo. Và cái này cây cần của hãng Ryobi nha mọi người, một cây hãng Ryobi. Phen của nó là phen Fuji loại xám, bát của nó là bát Fuji tem vàng. Đây. Cần Hechi thì cây này nó chuyên về dạng anh em câu cảm giác. Đó. Đọt sẽ là đọt tháp, bu sẽ là bu xít. Thì cái này nó xây xác tí mọi người. Đó, có xây xác nhé. Cái này về cho anh em nào dạng câu tôm nè, câu cá trắng nè, câu cá hanh, cá cháp nhé. Đọt nó nhỏ lắm nhưng mà nó dạng nó cứng, cứng hồi nãy nha mọi người. Đó.
cần có xe xác nhé, phôi carbon. Nói chung thì cần này không lỗi gì hết, chỉ xe xác thôi. Và cái này nó nặng là 175g, đọt 1 ly, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Đây, kết độ cứng chúng ta xem nhé. Đây, rất là nhạy cả. Rồi, giá công khai cây số 4, giá 500k cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 mình đây mọi người một cây cần quản là một cây cần Hechi. Đó. Thì đây một cây cần Hechi dài 2m4 nha mọi người. Cây Hechi dài 2m4, cán mái chèo, phôi carbon sẵn. Rất là đẹp. Và cây này hai đọt nha mọi người, một đọt cứng 50, một đọt cứng 25-40. Phen của nó là phen Fuji dạ vàng mọi người. Đây, phen Fuji dạ vàng. Keo chỉ vẫn còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Cây này đến từ thương hiệu Olympic nhé, Olympic carbon sân vong. Đó. Đây. Phen dạ vàng nhá. Fuji mọi người, rất là đẹp. Thì cần hai chi thì đọt nó sẽ là đọt tháp mọi người, đọt tháp. Đây, lên đây. Đọt này thì nó bị có một đọt nó bị gãy đọt mọi người, gãy đầu bu nè, đó. Một đọt thì nguyên zin. Đó. Phen 13 nó vẫn là phen Fuji loại sẵn, Fuji dạ quang nha mọi người. Đó, phôi vẫn là đẹp, phôi đẹp nhé. Nói chung là trong quá trình vận chuyển về thì nó sẽ bị gãy đầu bu như thế này. Đó. Thì cái này mình dạng bán với giá cũng như thanh lý của người luôn. Đó, phôi thì rất là đẹp. Đó. Thì gãy là buông một đọt còn một đọt câu bình thường nha anh em. Đó, chứ không phải là gãy hết cả hai đâu. Đó. Đây, đây, đọt bình thường của nó đây. Đó. Test đọt luôn. Đây. Đọt bị gãy sẽ là độ cứng là 25-40 nha mọi người. Đó. Đây, đọt bị gãy nè, độ cứng 25-40 nó bị gãy đầu bu tí thôi. Anh em nào về mà lắp đầu bu vô thì câu vẫn bình thường nhé. Đây. Đọt này thì chiên về cho anh em cậu cảm giác nhé. Nảy cực kỳ nha mọi người. Đó. Anh em nào câu cá hành, cá cháp, cục tôm, câu cá trắng, câu chinh ghe, chinh bè. Đó. Đây một lựa chọn rất là lý tưởng. Đọt này sẽ là cứng 50. Thì cái này nặng là 185g. Đọt 2 ly 1. À, đọt 1 ly 1. Đó. 1 ly 1. Cứng 50. Dài 24. Rồi giá công khai cây số 5. Giá là 700 người. 700k cộng ship cây số 5. Đó, anh em mua 700k thì anh em về mua đầu bu lắp cái này vô thành cây cần hai đọt. Đó, câu đa năng nhé. Rồi 700k cộng ship cây số 5 nhé. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần dây trong. Đó. Thì cây này lên cho mọi người cho anh em nào thích câu dây trong nè. Không thôi anh em về dựng cần lại. Cây này dựng cần lại câu rất là phê cho mọi người. Đó. Mình ở đây mình cũng đang câu một cây cần dựng từ phôi dây trong ra. Những phôi dây trong này cực kỳ dày nhé. Đây, phôi là phôi carbon và dây trong này sẽ có hai độ cứng, độ cứng 50, 80 và 80, 120 nhé. Bát của nó sẽ là bát Fuji, phôi là phôi carbon và còn rất là mới luôn. Và rất lý tưởng. Cái này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7, power bit. Phôi thì rất là đẹp vậy, chỉnh chỉ không lỗi, xước xác thì rất là ít luôn, rất là đẹp cái phôi. Cho nên nào thích về dựng cần không thôi để nó câu cũng được, rất là ngon nhé. Thì cái này nặng là 330g, hài dài 2m7, độ cứng 2 ly á, độ cứng 2 ly 5 á sẽ là 50-80 và độ cứng 3 ly 4 á, độ cứng sẽ là 80-120 nha mọi người. Đó, hai độ. Một cây hàng kiện Nhật quê. Rồi giá công khai cây số 6, cây dây trong giá 700 mọi người, 700k cộng tiếp cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 mình lên mình bản với giá thanh lý cho mọi người. Đó, cho anh em thợ làm. Thì cây số 7 mình lên cho mọi người là một cây cần 3 đọt nhé. 2m7, 2m4, 3 đọt. Đây anh em có thể thấy. Nó sẽ có 3 đọt. Một đọt cứng 30, 50, 60, 80 và 100, 120 nha. Phôi cần này sẽ là phôi carbon sẵn ít. Đó. Dạng anh em nói sẵn quẩy cá mọi người. Đó, sẵn quẩy cá nha. Phen của nó là phen Fuji, loại xám nè.
phen phôi thì chuẩn rồi đó, nó chỉ có keo cái này nè mọi người, keo chân phen nè, nó bị ổ quang nè đó. Mình bán cây này thì về cho anh em nào biết đi keo đi chỉ đây nha mọi người, đi keo đi chỉ là đi lại cây này câu rất là yên đó, phôi rất là đẹp đây đó. Cây 2m4 nhá, phôi sẵn đó, đọt sẽ là đọt tháp đây, phen phôi sởn xám rất là đẹp, mà được bị cái vào keo nó bị oxy quá nè, bị ổ quàng nè, nhưng mà anh em nào muốn câu thì để vẫn để câu bình thường đó, thôi anh em về dựng lại nhé. Đây bu ok nguyên zin hết cho mọi người, cần thì nguyên zin, phôi thì chuẩn đẹp đó, không có xây xác nhiều đó. Chỉ lỗi cái là cái chân keo nè nó bị oxy quá thôi đó. Anh em nào không quan trọng ngoại hình đó, thì ok rước em này về câu à, anh em quan trọng ngoại hình thì có thể về đi keo đi chỉ lên nhé đó. Mình bán hàng thì mình sẽ báo cận cảnh vậy cho anh em đó, cho anh em vậy thôi, sẵn rất là đẹp đó, thằng quậy cá thì cái này mình nặng là 340g, dài 2m4. Rồi giá công khai kịch số 7, giá 800 nha mọi người, 800k cho một cây cần 2m4 3 đọt, quá ok nhé. Tiếp theo cây số 8 thì cây số 8 mình lên cho mọi người một cây hàng hệ. Thì đây một cây cần 2m7 nha mọi người, 2m7 và 3 đọt nhé. 2m7, 2 khúc, 3 đọt. Đó. Đây. Cây này phôi là phôi quậy cá nè, sẵn tới gốc dưới đây luôn nè, phôi carbon đó, hay da thì cái này vẫn là 3 đọt nha mọi người, một đọt cứng 30, 50, 60, 80, 100, 120, phen cái này thì chuẩn đó, chuẩn chỉ nha mọi người, phen fuji lõi xám, keo ok đó. Đây, phôi sẵn rất là đẹp, bát là bát fuji nha mọi người, bát fuji đó. Phen fuji lõi xám nhé, chân keo ok hết trơn nha mọi người đó. Đẹp cực kỳ đó. Đẹp cực kỳ nha mọi người. Đây cái này 2m7 nha mọi người, 2m7. Hàng này thì lấy từ thị trường Nhật về nhé. Đây, keo ở trên thì rất là đẹp đó. Phen nói chung thì cây này nó dạng, nó dạng hạt trưng bày luôn rồi à, rất là đẹp, dạng chưa câu qua luôn. Đây phen rất ok ha, đây đầu mũ của nó đây đó, chưa gặp ten luôn, dạng chưa bị câu luôn đó, rất là đẹp. Cây này chuẩn về cho anh em là câu lăng xê, câu ngâm đó. Thì với ba đọt cứng khác nhau thì chỗ nào anh em mà câu á, nước chảy nhiều á thì anh em lấy độ cứng đứng cứng cho anh em câu, lấy đọt có độ cứng cao anh em câu, chỗ nào mà nước chảy yếu thì anh em có thể lấy đọt độ cứng yếu ra trên, độ cứng mềm tí ra trên anh em câu à, rất là ok, phôi rất là đẹp. Đây tem sức đầy đủ nha mọi người, sẵn hết chỗ chơi rất là đẹp nha mọi người. Cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nhé. Thì cái này nặng là 345g, dài 27, một đọt 1 ly 6, độ cứng sẽ là 30-50, đọt 2 ly 2, độ cứng sẽ là 60-80, và đọt 2 ly 5, độ cứng sẽ là 100-120 nhé, đọt là đọt thấp. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 1.200.000 nha mọi người, 1.200.000 cộng tiếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên cho mọi người vẫn một cây cần 3 đọt, và cây này một cây cần 2 khúc cho mọi người, 2 khúc, và đặc biệt cái là đọt, cây này sẽ là đọt đặc cho mọi người, đọt đặc sợi thủy tinh luôn đó. Đọt đặc sợi thủy tinh này thì nó rất là bền đó, được cái nó rất là bền nhé, rất là bền và trâu, cái này cho anh em nào nạy cá thả ga luôn đó, có bạo lực, và nó có ba độ cứng khác nhau cho anh em, tùy anh em chọn anh em câu. Đây độ cứng sẽ là 50-80, 80-100, 100-150 nhé. Đó. Và cái này thuộc dạng hàng trưng bày. Đó. Đây, phen fuji lõi xám. Đó. Rất là đẹp. Keo chỉ ok. Bát tầm bát fuji tam quang. Đó. Đây. Đó. Và cái này là cây cần thương hiệu Ryobi nhé. Thương hiệu nội địa Nhật.
đây keo 1m8 bù ok hết trơn mọi người, keo chỉ phen ok, ngoại hình tổng thể đẹp đó. Đây cái này anh em câu ngâm mà câu trên ghe trên bè hết bài luôn mọi người, hết ý luôn, càng rất là đẹp. Thì cái này nặng là 350g, dài 1m8, đọt 2 ly 2. Đọt 2 ly 2 á, độ cứng sẽ là 50-80. Đọt 2 ly 4 độ cứng sẽ là 80-100. Và đọt 3 ly 1 độ cứng sẽ là 100-150 nhé. Rồi giá công khai cái số 9, giá 1.2 triệu người, 1.2 triệu cộng ship cái số 9. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10 lên cho mọi người một cây cần, một cây cần 2 khúc nhé. Cái này 2 khúc chuyên về cho anh em câu lăng xê nè, đó. Thì đây một cây cần 2 khúc hàng của Dina nè mọi người. Đó. Phôi của nó sẽ là phôi carbon. Đó, phôi carbon. Phen sẽ là phen Fuji loại xám, bát sẽ là bát Fuji. Và cây này được sản xuất tại Nhật, sản xuất tại Korea nha mọi người, sản xuất tại Hàn Quốc. Nó mốt nè, còn rất là đẹp. Phen ok nha mọi người. Đây. Cây cứng 50 và dài 2m1. Phôi phôi carbon. Hàng sản xuất tại Korea, Hàn Quốc nhé. Ngoại hình cái này thì còn rất là ok nha mọi người. Tương đối sáng. Đây, phèn ok, bộ ok. Tất cả ngon lành. Cả mút ok. Cái này về cho anh em câu ngâm á, câu lăng xê. Thì cái này nặng là 340g, dài 2m1, cứng 50. Giá công khai cây số 10, cây số mấy ta? Cây số 10. Giá công khai là 600k người, 600k cộng ship cây số 10, một cái hàng carbon. Tiếp theo cây 11. Cây 11 lên mọi người là một cây cần của Daiwa, một cây Daiwa phen lá mọi người. Đó, đây phen lá anh em nhìn từ xa nè, rất là đẹp luôn. Đó, tức là phen xít nhé. Thì đây một cây cần Daiwa Helilock. Đó. Phen lá. Đây. Rồi ở đây. Đó. Sẵn mọi người, đẹp nhé. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, phen lá. Cây này về cho anh em câu ngâm, câu lăng xê. Đó. Lát xít đài qua. Và cái này cứng 50 dài 2m4, hàng sản xuất tại Taiwan. Đây. Vội sẵn nhóm người, vội sẵn tới ngọn luôn. Đây, phen lá, cần nguyên sinh nhé. Mấy cây phen lá này đánh cảm giác cực kỳ nha mọi người. Đó, anh em về có thể câu ngâm, câu cá chép, câu cá cha, câu chê, câu chim, đó, câu trên ghe trên bè thoải mái nhé. Hàng hàng đây qua thì anh em câu rất yên tâm này, đó. Đây, sẵn nhé. Tổng thể ngoại hình thì nó có xây xác, đó. Nhưng mà phôi phen thì ok, nguyên zin hết nha mọi người. Đó. Càng độ nảy tương đối cao ha. Đây. Test cho anh em xem, đó. Tương đối lành, đó. Thì cái này nặng là 260g, đọt 2 ly dày, đọt 2 ly 1, dài 2m4, cứng 50. Giá công khai cây số 11, giá là 1.3 triệu nha mọi người, 1.3 triệu cộng ship cái 11. Tiếp theo cây 12. Cây 12 lên tiếp người quẳng một cây cần của Daiwa. Đây. Đặc biệt là cây này là một cây Daiwa phen nòng súng nhé. Đây. Phôi là phôi carbon nè. Dạng sẵn đang chéo nha nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó. Phen là phen nòng súng Helilock. Và cán của nó vẫn là cán đời cao. Đó, cán 3 khúc. Tất cả phen đều là phen xích hết. Bát vẫn là bát đời cao luôn nha mọi người. Bát đời cao. Bát cầm rất là vừa tay luôn nè. Đó. Rất là đã. Thôi sẵn nha mọi người. Đó. Cần đại qua phen nòng súng rất là đẹp. Cái này cứng 100 dài 2m nha mọi người, cứng 100 dài 20m. Cần đại qua. Cái này cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, dạng anh em câu ngâm. Đọt sẽ là đọt tháp nha mọi người, đặc biệt cái này đọt tháp nhá. Đọt tháp nó tăng độ tải cái cần lên. Keo chỉ nguyên zin hết nè, rất là đẹp. Cái này được sản xuất tại Taiwan. Rất là đẹp cho một cái căn. Phôi carbon, đọc tháp. Carbon sẵn luôn.
rất là đẹp nha. Đây. Và cây này nặng là 230g, đọt 1 ly 8. Thì cây này cứng 80 đến 100, giá công khai cây 12, giá 1.500.000 ngay, 1.500k cộng ship cây 12. Tiếp theo 13. Cây 13 lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc đó, cho anh em câu cảm giác. Thì cây cắm gốc này của hãng nội địa Nhật nha mọi người. Cây này chắc của Nagato rồi. Đó. Cây cứng 30, dài 1m8. Phôi của nó sẽ là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Bát của nó sẽ là bát Pussy. Fan của nó sẽ là fan Pussy. Càng ok nha mọi người. Đó. Đọt cái này nha mọi người, đọt từ khúc này trở lên á sẽ là đọt tháp nha mọi người, đọt sáp thợ xì tinh. Fan ok hết. Có mấy fan nó bị ủ vàng chân một tí nha, nhưng không sao nha mọi người, rất là chắc nhá. Cái này thì chuyên về cho anh em nào trên ghe, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền và anh em câu cảm giác. Anh em miền Tây thì kể câu cá cốc, câu cá trắng, cá cha đó. Thì cái này nặng là 230g, đọt 1 ly 8, dài 1m8, giá công khai cây 13, giá 600k cộng ship cây 13. Tiếp theo cây 14. Cây 14 lên cho mọi người vẫn một cây cần cắm gốc. Và cây này là cây cần nội địa Nhật đó. Đây, cắm gốc nội địa Nhật. Và đây là một cây cần của Nagato nha mọi người, một cây Nagato. Đặc biệt cái này là một cây cần đặc nha mọi người. Đó, đọt sẽ là, đọt của nó là sẽ là đọt đặc luôn. Đó. Đây, cây này dài 21. Phen nó đây. Cái này hình như là phen xương nó bóng quá ta. Cú xì lỗi xám mà xứ xít ha. Lỗi xám nha mọi người. Thế bảo lỗi thao xám luôn, chứ nó bóng giống xít nè. Đó. Phen của nó sẽ là phen Pussy nha mọi người, phen Pussy, bát sẽ là bát Pussy. Đọt đặc. Khớp nói đẹp đó. Đọc ok, phen chuẩn hết nha, tất cả nguyên zin hết. Bu của nó sẽ là bu xít nha mọi người, bu xít. Đầu cứng cái này thì ra tầm khoảng 30-50 thôi đó. Khá là đanh nhá, cho anh em nào đầu cứng 30-50, nhưng mà được cái là cây này là một cây cần phôi của nó là phôi đặc, nên nó gấp cả bền luôn người, gấp cả bền và độ nảy tương đối cao đó. Đây anh em có thấy, anh em có thể câu cái này, câu cá, câu ngâm, câu cá trên ghe, trên bè, thả ga nhé. Đầu nảy tương cao, tương đối cao. Độ cứng ra tầm khoảng 30-50 thôi nhé. Đây, test đọt cho mọi người nhé. Đây, test với góc 90 độ luôn nè. Đó. Thì cái này nặng là 330g, đọt 2 ly, dài 21, độ cứng 30-50, giá công khai 14, giá 650k, 650k cộng ship. Tiếp theo cây 15. Cây 15 là cho mọi người một cây cần của hãng Daiwa. Và đây một cây cần Daiwa carbon wicker. Phôi của nó là phôi carbon wicker, thì là phôi sáng nhất nè, anh em có thấy. Cần này một cây cắm gốc nhá, cắm gốc. Và cái này cứng 120, dài 1m6. Cứng 120, dài 1m6. Đây, phôi rất là đẹp. Phen là phen Pussy, loại xám. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Bát Pussy tam quan. Phần trên này sẽ là phần đọt tháp người, đọt tháp sẽ để tinh, tăng độ tải của cái cần lên. Đó. Phen thì ok, chỉnh chỉ hết đây. Đó. Không lỗi nhé, cần ok, nguyên zin. Cái này thì cho anh em câu trên ghe, trên bè, câu bạo lực nhé. Vì cái này cứng tới 120 đó. Cứng 120 mà phôi này thì chắc khỏi bàn rồi. Đó, anh em câu bạo lực thả ra. Cần carbon wicker bên Taiwan, đó, hàng của Taiwan nhé. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly, giá công khai 15, giá 800k cộng ship cái 15. Tiếp theo cây cuối cùng. Và cây cuối cùng mình lên cho mọi người là một cây cần dít nha mọi người, một cây dít biển, một cây Taiwan. Đó. Phôi sẽ là phôi carbon. Đây, cây này thì hàng sách tay về nha mọi người. Đây, phôi rất là đẹp nhé. Hàng Daiwa. Bát là bát, là bát Daiwa, của Daiwa. Bát Pussy, Daiwa. Phen là phen xít nha mọi người, phen bóm.
Đây, một cây cần của Taiwan xuất Nhật nhé. Và cái này dài là 1m98 người, dài 1m98. Cái này dít được từ 20 đến 80 gram. Be của nó từ be số 1 đến be số 2. Và cái này 20 đến 80 gram thì anh em có thể câu dít trụ điện là ok nè. Đó. Gần bờ thôi nha mọi người. Đó. Dít trụ điện, dít gạn gần bờ là ok nè mọi người. Đó. Rồi phèn rất là đẹp nè. Đó, phèn Fuji, phèn bướm, phèn xít nhé. Anh em có thể câu ngâm cũng được, câu ngâm rất là ok. Đó. Mấy cây này thì dạng bạo lực rồi. Bu của nó là bu xít nha mọi người, bu xít màu chày, nguyên zin nhé. Đây, anh em có thể xử nó rất là dày nhé. Đây, rất là đẹp. Cần phôi chuẩn rất là đẹp. Line and power nè, đó. Đây, cần đây qua. Đồ nảy cái này tương đối cao. Đồ nảy cái này tương đối cao nha mọi người. Đây. Đó. Rồi. Đây, phèn chuẩn nha, Fuji. Đó, phèn bấm. Thì cái này dài 1m98, đọt 21, nặng 240 g, giá công khai cây cuối cùng giá 1.900.000 mọi người. 1.900.000 cộng ship. Cây 16 ha, 1.800.000 thôi, 1.800.000 cộng ship cây 16 nha mọi người. À, đó tổng cộng 16 cái căn lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để shop số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.